Atumahabhutengbhutarupang sakalang sada. Con xin làm lễ tất cả bảo tháp, Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin làm lễ tất cả bảo tháp, Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin làm lễ tất cả bảo tháp, Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin đọc bài sám hối. Cúi đầu lại trước Bửu Đài, con xin sám hối từ rày ăn năn. Xưa nay lỡ phạm điều răn, do thân khẩu ý bị mạng vô minh gây ra nghiệp dữ cho mình, sát sanh hại vật chẳng tình xót thương, giết ăn hoặc bán không lường, vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân, hoang mang tương báo cõi trần, trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. Xét ra nhân vật khác nào hại nhân, nhân hẹn mắc vào trả vay, lại thêm trộm sản cướp tài, con người cực nhọc hàng ngày làm ra, lòng tham tính bẫy lo ba, mưu kia kế nọ lấy mà nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lắm lần than van. Tài dâm tội nặng muôn ngàn, liệu toan trước sách làm đàn chẳng ngay, vợ con người phải tay, mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời, xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi, vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói không, dùng lời đâm thọc hai lòng, phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em, mắng nhiếc chửi rủa pha dèm, sống làm cô bác chị em không chừa, nói lời vô ích dây dưa, phí chờ quý báu hết trưa đến chiều, uống rượu sanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng, say sưa ngã chó đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà, sang tham những của người ta, mong sang đoạt được lòng tà mới ưng, nết sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng, si mê tin chà chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà, chẳng tin Phật pháp cao xa, thầm thâm vi diệu bao la trên đời. Nếu con cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, phạm nhầm ngũ giới thập điều, vì chân thân khẩu ý nhiều lần sai, lỗi từ kiếp trước lâu dài đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác sanh lai như thường, tội nhiều kẻ cũng không lường, vì con ngu dốt không tường phân minh, dễ vui tam bảo hại mình, bởi chân không thấu vô minh nghiệp tà, cho nên chân tánh mới là tối tâm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu, hóa nên khởi dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay, khác nào bèo bị gió quay, lên đến giữa biển giật giờ bờ sông. Xét con tội nặng chập chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, con xin sám hối từ đây, nguyện cầu tam bảo đức dày độ cho. Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện trước cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành dốc chí nâng cao, cải tà quy chánh chú và Phật ngôn, cho con khỏi chúng mê hồn, đến nơi cõi Phật tôn gần kề, thoát vòng khổ não tối mê, hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay ai dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu, mặc ai danh lợi bôn xu, con nguyện chữ hạnh người tu thoát trần, trước là độ lấy bản thân, sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu, sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành đâu cũng ít nhiều kết xây, con xin hồi hướng quả này thâu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, cùng là thân thích tha phương, hoặc đã qua vãng hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tự hộ lãnh thâu quả này. Bằng ai sao cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mắt ngay với cùng. Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoàn khai đạo lành. Nguyện cho Phật pháp thịnh hành, 5000 năm chẳng phước lành thế gian. Bây giờ là thời điểm thích hợp để xin thọ trì tâm quy và bát chay giới. Xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh cùng con tắc bạch để cùng thỉnh ngài.
Acha upo satho imang charating imang chadivasang upo satiko pavisami. Ngày nay là ngày Bác Quan Trai, cầu nguyện thọ trì Bác Quan Trai trong ngày nay và đêm nay. Ukasa mayang phante visung visung rakhanatha yati sarane nasaha athang gassamang na yatang upo satang yachama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì, tâm quy và Bác Quan Trai giới, nơi tam bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam pi mayang phante visung visung rakhanatha yati sarane nasaha athang gassamana gatang upo satang yachama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và Bác Quan Trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì. Tatiyam pi mayang phante visung visung rakhanatha yati sarane nasaha athang gassamana gatang upo satang yachama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và Bác Quan Trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba. Nam mô Bụt Hài Dạ, Nam mô Thầm Mài Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ Di Tôn Thiền Đức Tăng, trong những niết nam mà chúng tôi không được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiện nam tiên nữ, xin được thay mặt Di Tăng truyền tâm quy và Bác Quan Trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng thật năng gà cha mi con đêm mà lòng thành kính xin quy Phật. Đăng măng thật năng gà cha mi con đêm mà lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn thăng thật năng gà cha mi con đêm mà lòng thành kính xin quy Tăng. Đức tì dâm vi bụt đăng thật năng gà cha mi con đêm mà lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Đức Thế Dâm Vị Đấm Mong Sợ Đăng Gai Chá Hà Mị Con Đếm Mày Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp. Lần thứ nhì. Đức Thế Dâm Vị Sân Thắng Sợ Đăng Gai Chá Hà Mị Con Đếm Mày Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng. Lần thứ nhì. Tạ Thế Dâm Vị Bụt Đăng Sợ Đăng Gai Chá Hà Mị Con Đếm Mày Lòng Thành Kính Xin Quy Phật. Lần thứ ba. Tạ Thì dâm bị đắp măng thợ nâng ca chá hà mi con nếm hàng lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba. Tạ thì dâm bị sẵn khắn thợ nâng ca chá hà mi con nếm hàng lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba. Bụt đăng sa ra nang ca chá mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyam pi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Dutiyam pi tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì. Dutiyam pi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì. Tatiyam pi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba. Tatiyam pi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba. Tatiyam pi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha nam ni thi tăng pháp quy tam bảo còn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê. Dạ xin vâng.
Manatipatam Veramani Sikha Vana Samadhyami. Con xin quay như điều học là quy tánh xa sự sát sanh. A Đinh La Đa Na Về là mình is có với năng sơ ma dịch giáo mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. A Phạm Ma Cha Vị Giáo. Về là mình is có với năng sơ ma dịch giáo mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Mô Sa Hoa Đa Về là mạnh y sức khó với năng sơ ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sù ra mê ra ya ma cha pa ma đa tha na. Về là mạnh y sức khó với năng sơ ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Quy ca la po cha nam Về là mạnh y sức khó với năng sơ ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự ăn sái giờ. Nàng chì ghi ta hoa đi ta huy su ca đa sa na ma la gan tha huy lê ba na tha ra na man da na huy phu sa na tha nam Về là mạnh y sức khó với năng sơ ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sư múa hát thổ kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trăng đêm thô phật thơm dù vẫn và đeo tràng hoa ôn chai sa di nam ma ha sa di nam Về là mạnh đi sẽ cao với thân sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi đã quá cao và xinh đẹp. Panatipata Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng chữ điều học là cúi tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng chữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramerayamachapamadathana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Kalapochana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nacagi Tawa Ditawisu Kadasana Mala Gantawile Panatha Ramanaman Danawifu Sanatha Tha na ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự muốn hát thổi đờn kèn, xem muốn hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa vật thơm, dội phấn và đeo tràng hoa. Ucha sayana maha sayana ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm nơi quá cao và xinh đẹp. Himan at thang gasaman na gatang buthapan natang upo satang himan charating himan chadiwasang samadeva afirakhitung samadhiyami. Con xin thọ trì bát quan trai giới, trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được chọn trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai.
Imani atasika badani upo satasi lawase na iman charating iman chari wasang sa tukang katoang ap mamade na samarak kitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và có con trai giới này tam bảo rồi, phải lắm mới giữ hành theo chưa được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. À, Ma Phạn Tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ve tin yo an ti, sì lê na pho ca sam bát đa, sì lê na ni pu tin yo an ti ta sam ma, sì lang uy so tha ye. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập nước bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thu lành thay, con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung varu tamang bute yo khalito do so buto khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cú xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang varang tam me yo khalito do so tham mo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. So attha latho subhito varunho buddha sa chane arogo subhito ho isaha sabbe nyati pisa attha latham. Subhita varunha buddha sa chane aroga subhita ho isaha sabbe nyati pite attha latham. Sukhita varunha buddha sa chane aroga subhita ho isaha sabbe. Thị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang katap bang kiri yang mamaka yena wacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sape fagi fawan tute ye tang katang suwiditang din nang punya palang maya ye chata thana cha nan ti dewa gan toa ni we da yung sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka manun nyang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực,
xin hãy thỏa thích những phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nha tin năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Y đàng vát ta mê pu nhàng a sa vá kha vô vá hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti isamicchantu sukhi atta nang pariharantu dukha patta janit dukha vayapatta janipaya soka patta janisoka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh có hoàn trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng. Hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy nhé. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo. Và xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Không biết sư đã có mặt trước máy chưa? Nếu có, xin cho con tín hiệu để con nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thanh Mai, Nam mô Sang Khai. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thanh Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn thượng đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô trụ nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 413. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dâng ơn đức tam bảo Ratanataya Sawanda Mi Bình thô má hệ sì ở răng tất thà gác tổ lô cô tâm mô sắp bá gà rù huy chế thân hồ lô cá sá sá thà chá nà đầm má cổ quý đồ hoàn đà má hành tầng đá ra phù chá này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng pháp ly phiền thẳng trói chăng tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng tư đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương pháp trần. Con xin lên lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi giá tá sát sát thu nô lô cà nắm mạnh thá sá quý nà ca rô khổ sá bà nhu bút thấp bà tí phù tí sinh nhá tô hoàn đà mất hành tầng đá rắc phù. Cái này giác cần bác bảo quy nhánh vàng như là soi sáng vẹt mạng vô minh phá tan lùm lạc chúng sinh đại dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ Pháp Quang đáng cho con chung nhân gian cúng dường. Sân khu su thô su cát tá sá sa quốc cô sích kha su ca mô quá nó thầm và sích kha cô niên đà với sân xà đi na đá rù quá rù hoành đà má hành tầng nó ra phù. Cha này giác cần tâm bảo thiên văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường.
Rattanatayatejenasikhamedhuvatanantasavialupavenasahasayenasichatu. Cầu xin Tâm Bảo Uy Linh cho con tống hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tán dương ân đức Tâm Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 413. Chành đằng quá quy mạ lằng su thần. Chành đằng quá quy mạ lằng su thần. Chành đằng quá quy mụ là quy mạ lằng su thần. Đọc ai có đầu tiên? Chành đằng quá quy mạ lằng su thần. Câu số 2. Vipassana mana vilang. Vipassana mana vilang. Vipassana mana vilang. À, còn một câu hai ha. Chành đằng quá quy mạ lằng su thần. Vipassana mana na vi lăng. Chành đằng quá quy mạ lăng su thần. Vipassana mana vi lăng. Chành đằng quá quy mạ lăng su thần. Vipassana mana vi lăng. Câu số 3, câu số 4. Nên đi hay nên đi? Quý vị cho anh chú. Cái này nên đi hay nên đi? Alo. Nên đi hay nên đi bà con ơi? Nên đi. Nên đi. Nên đi có ý nghĩa thế nào? Nên đi là sự thích thú à, chứ không phải nên đi ha. Ai sa thú bình an chẳng. Nên đi pháo quá khi năng hay khí năng nữa. Chào chúc năng pháo khi năng. Ồ đúng rồi, pháo khi na. Barikina là người có sự vui thích đã được diệt trừ hoàn toàn. Barikina. Ai à, như vậy hai trường âm thông thường. Nên đi phá qua Barikina. Nên đi phá qua Barikina. Nên đi phá qua Barikina. Tâm hận phù miết rầm ma năng. Câu này cũng dễ nhất á. Nên đi phá qua pa ri khi năng. Tâm hận phù miết rầm ma năng. Rồi bây giờ ôn lại ha. Chành đăng quá quy mạ lăng su thần. Quyết ba san na ma na vi lăng. Nan đi pha wa pa ri khi năng. Tâm hằng pru mi pram ma năng. Chân đăng qua vi ma lăng su thần. Vi ba san na ma na vi lăng. Nan đi pha wa pa ri khi năng. Tâm hằng pru mi pram ma năng. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai dễ đọc hơn. Chành đằng quá quy mạ lằng su thần. Vipassana mana vi lăng. Nên đi phá qua pa ri khi năng. Tâm hằng pru mi pram ma năng. Chành đằng quá quy mạ lằng su thần. Vipassana mana vi lăng.
Nan đi pha quá pha di kỳ năng tâm hằng pu mi pram năng. Như vậy thì trong cái dẫn kinh chúng ta có hai cách đọc ha. Một cách đọc là hai câu, cuối câu số 2 nó là trường âm, chúng ta dừng lại. Khi nào một cuối câu số 2 là đoạn âm thì chúng ta cảm thấy hơi khổ đế ha, dễ bị đứt hơi. Bây giờ kinh xong, bây giờ qua giọng kể ha. Câu 8 từ thì tương đối cũng dễ, không có khó. Chánh đăng qua quý ma lăng xuân tăng quê quá sanh na ma na quê lăng nên đi phá hóa ba rê thi năng ta ma hăng phu mi prâm ma năng chánh đăng qua quý ma lăng xuân tăng quê ba sanh na ma na quê lăng nên đi phá hóa ba rê thi năng ta ma hăng phu mi prâm ma năng chánh đăng qua quý ma lăng su thăng quê pa san na ma na quy lăng nên đi phá hóa ba rê thi năng ta ma hăng phu mi prâm ma năng như trăng sạch không uế sáng trong và tịnh lặng hữu ái được bận tâm ta gọi bà la môn. Rồi mời Sức Mê Ta, Sức Kim, Sức Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị thông đạo cần cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin cả bài câu pháp cú 413 hôm nay. Chánh đăng qua quy ma lăng xuất thăng quyết ba san Namana vi lăng nan đi phá hoa ba rít khi năng tamang pru mi brahma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chanh trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá, quý, má là ba đoạn âm. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Suốt trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quýp trường âm nhấn, bá đoạn âm, san trường âm nhấn. Ná, má hai đoạn âm. Na trường âm thông thường, quý đoạn âm. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con đọc lại câu 1 và câu 2. Chanh đăng quá quý ma lăng xuất thăng quýp ba san na ma na quy lăng. Con phân tích câu 3 và câu 4. Nan trường âm nhấn, đi trường âm thông thường, phá quá bá là ba đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Nan đi phá hoa ba rít khi năng a ma hằng pru mi pram ma năng. Và con đọc lại hết bài. Chanh đăng qua quy ma lăng xuất thăng quyết ba san na ma na quy lăng nan đi pha hoa ba rít khi năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Chánh đăng qua quy ma lăng xuất thăng
Vipassana mana vi lăng nan đi pha hoa ba rít khi năng tam hằng pru mi brahm ma năng như trăng sạch không quế sáng trong và tĩnh lặng hữu ái được đoạn tận ta gọi bà la môn. Và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kể ạ. Chánh đăng hoa quy ma lăng sút thăng huệ pa san na ma na uy lăng đi pha hoa ba rít khi năng ta ma và con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư chư đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Không may bữa nay cho cô mê tàng đi sữa uống cho thấm dẫn. Sư khi nào mà con thấy sư mà đọc lộn ha, lẹ nhẹ, con thấy bữa đó là sư mệt rồi, giống như bữa nay vậy đó. Sư hồi tới hồi lui con thấy sư mệt rồi đó, nhưng mà cái đó là bình thường đó sư, đừng có lo, tại ai già cũng vậy hết trơn sư ơi. Cái ghê vậy ngỏng đó. Sư đi uống nước trà đi sư cho nó khỏe sư. Để tụi con ở đây thanh toán, từ từ thanh toán hết trơn rồi sư ơi, cũng làm xong à. Tới nào sư cũng lấy đọc đi, nói nhiều quá. Thôi để con đọc hết sư. Ok. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 413. Pháp Cú câu 413 trả bài đi. Dạ con bắt đầu xin đọc ạ. À. Chanh đằng qua quý ma lăng xuất thằng quý phá sanh nam na quý lăng nằn đi pha qua phá rích kỳ năng tam hằng rù mi rầm ma năng. Đọc lại một lần nữa cho nó chét hèn. Chanh đằng qua quý ma lăng xuất thằng quý phá sanh nam na quý lăng nằn đi pha qua phá rích kỳ năng tam hằng rù mi rầm ma năng. Phân tích câu 1, câu 2. Chanh trường âm nhắn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quý má ba đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xúc trường âm nhắn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, quýp trường âm nhắn, quýp trường âm nhắn, phá đoạn âm, tanh trường âm nhắn, ná má hai đoạn âm, na trường âm thông thường, quý đoạn âm. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ai mà quậy gì đây trời. Dạ, con xin đọc lại câu 1, câu 2 và đọc câu 3, câu 4 rồi phân tích câu 3, câu 4 ạ. Danh đằng qua quý ba lần xuất thần quý pha sanh namana quý lần nành đi pha qua pha rít thì nằng tama hằng rù mi rầm ma nằng. Phân tích câu 3. Nành trường âm nhắn, đi trường âm thông thường, phá quá phá là ba đoạn âm, rít trường âm nhắn, khi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ rồi hết. Nành đi pha qua pha rít khi năng tá má hằng ru mí râm má năng. Chanh đằng qua quý ma lăng xuất thằng quý pha sanh nam na quý lăng
Nandi Pawaparikhi Nang Tamahang Ro Mi Rammanang Chandang Wawima Lang Suk Thang Vipassan Namana Vi Lang Nandi Pawaparikhi Nang Tamahang Ro Mi Rammanang. Như chăn sạch không quế, sáng trong và tĩnh lặng, hữu ái được đoạn tặng bội Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vậy giờ ca kệ. Chành đăng qua quý ma lăng xúc thằng quý pha sanh na ma na quý lăng nành đi pha qua pha rít khi năng ta ma hăng rô mi râm ma năng. Chành đăng qua quý ma lăng xúc thằng quý pha sanh na ma na vi lăng nành đi pha qua pha rít khi năng ta ma hằng rô mi râm ma năng. Rồi con không thấy cái bông hoa nào của sư hết, chắc là một là có chuyện chết chắc xảy ra, hai là sư đi uống nước trà rồi. Không sao đâu, chuyện nhỏ, sai lầm lợi, đọc sai đọc lợi, hư sửa, dư cắt bỏ, dư thừa cắt bỏ, thiếu bỏ vô thêm, phải không sư? Dạ, cảm ơn quý vị cho bông hoa nha. Bây giờ mời quý vị kế tiếp, hình như cô Hồng Nhung chắc. Rồi, ba. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu Phật ngôn 413. Chăn đằng qua quy ma lăng sút thằng quy ba sàn nam ma na quy lăng nan đi pha qua ba rích khi năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Chăn đằng qua quy ma lăng sút thằng quy ba sàn nam ma na quy lăng nan đi pha qua ba rích khi năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Chan là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, quý, má là ba đoàn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, whip là trường âm nhấn, bá là đoàn âm, san là trường âm nhấn, ná, má là hai đoàn âm, na là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chăn đằng qua quy mạng sút thằng quy ba sằng nam ma na quy lăng. Câu 3 và câu 4 ạ. Nan là trường âm nhấn, đi là trường âm thông thường, phá, quá, bá là ba đoạn âm, rích là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nan đi pha qua ba rích khi năng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Chăn đăng qua quy ma lăng sút thằng quy ba sàn nam ma na quy lăng nan đi pha qua ba rích khi năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tĩnh lặng, hiếu ái được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chàn đăng qua quy mà lăng su thăng quy ba san na mà na quy lăng nan đi pha qua ba rích khi năng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Chàn đăng qua quy mà lăng su thăng quy ba san na mà na quy lăng nan đi pha qua ba rích khi năng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Như trăng sạch không uế,
sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận. Ta gọi bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Thân mời Đờ Men ạ. Alo, dạ, đạo tràng cho con hỏi có nghe được tiếng của con không? Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, con xin kính lễ quý sư, quý cô tu nữ và con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin đọc câu Pháp Cú số 413. Chàng đàng qua quý ma lăng suốt thằng quý ba sang na ma na quý lăng nàng đi pha ba ra bích nàng đi pha ba rít thì nàng ta ma hằng phụ mi rầm ma nàng chàng đàng qua quý ma lăng suốt thằng quý ba sang na ma na quý lăng nàng đi pha ba rít nàng đi pha ba rít thì nàng ta ma hằng phụ mi rầm ma nàng chàng đằng qua quy ma lăng xuất thằng, chữ chàng là trường âm nhấn, chữ đăng là trường âm thông đọc theo giọng nguyên âm, chữ quá quý má là ba đoạn âm, chữ lăng là trường âm đọc theo nguyên âm, chữ xuất là trường âm nhấn, chữ thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ whip ba sang namana quy lăng, chữ whip là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ xăng là trường âm đọc theo giọng chữ xăng là trường âm nhấn, chữ ná má là hai đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ quý là đoạn âm, chữ lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Chăng đăng qua quý ma lăng xuất thằng quý ba sang na ma na quý lăng. Câu 3 và câu 4. Nàng đi pha ba nàng đi pha ba ba thì nàng ta ma hằng rù mi rầm ma nàng nàng đi pha ba ri thì nàng chữ nam là trường âm nhấn, chữ đi là trường âm thông thường, chữ phá là đoạn âm, chữ quá là đoạn âm, chữ bá là đoạn âm, chữ rít là trường âm nhấn, chữ khi là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4, ta ma hằng rù mi rầm ma nằng, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại nguyên bài. Con đi con kéo bài. Chành đằng qua quy ma lăng suốt thằng quý ba sang nam na quý lăng nàng đi pha ba ra nàng đi pha ba ba rít thì nàng ta ma hằng rù mi rầm ma nàng dạ như trăng sạch không uế sáng trong và tĩnh lặng hữu ái được đoạn tận ta gọi bà La Môn dạ cho con xin đọc lại lần nữa. Chàng đằng qua quý ma lăng xuất thằng quý ba sang na ma na quý lăng nàng đi pha ba ba đi kỳ nàng ta ma hằng phù mi rầm ma nàng dạ con xin xuống xin con có sai chỗ nào xin sư và các bạn trong lớp chỉ dùm con cảm ơn. Alo dạ con Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Dạ con kính bệnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ quý Chư Tăng, Ni và các cô tu nữ. Kính chào anh chị em trong đạo tràng. Dạ cảm ơn anh chị đã cho biết tín hiệu nghe âm thanh rõ ạ. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 413. Chàm đăng quá vi ma lăng suốt thằng viết phá sàn na ma na vi lăng. Nam đi phá quá ta rích khi năng ta ma hằng phù mi phầm ma năng. Chàng đằng quá vi ma lăng suốt thằng viết ta sa na ma na vi lăng. Nam đi phá quá ta rích khi năng ta ma hằng phù mi phầm ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chàng đằng quá vi ma lăng suốt thằng viết ta sa na ma na vi lăng. Chàng là trường âm nhấn. Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, quý, má, ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Vip trường âm nhấn, Pa đoạn âm, Sam trường âm nhấn, Na má hai đoạn âm, Na trường âm thông thường, Quý đoạn âm, Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chàng đăng quá quý ma lăng suốt thằng quý phá xà ná ma nà quý lăng. Dạ xin phân tích câu 3 và câu 4. Nam đi phá quá ta lít khi năng tá ma hằng phù quý phầm ma năng. Nam là trường âm nhấn, đi là trường âm thông thường, phá quá tá ba đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, mí đoạn âm, vầm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nam đi phá quá tá rít khi năng tá má hằng vô mí vầm má năng. Dạ con xin đọc lại câu 4.13. Chàm đăng quá quý ma lăng xuất thang viết phát xa ná ma nà quý lăng. Nàm đi phá quá phá rít khi năng tá ma hằng phù mít vầm ma năng. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Chàm đăng quá quý ma lăng xuất thang viết phá xa ná ma nà quý lăng. Nàm đi phá quá phá rít khi năng ta ma hằng phu vi tâm ma năng. Chẳng đàn la vi ma lăng xuất thắng vipassana ma na vi lăng. Nàn đi pha hoa ta rê khi năng ta ma hằng phu vi tâm ma năng. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh hữu ái được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong ạ. Dạ có gì sai nhờ sư chỉnh sửa và toàn thể đạo tràng chỉnh sửa giùm. Xin cảm ơn. Dạ xin cảm ơn viên kính tri ân sư Trí Đức. Xin cảm ơn là An Trần đã post bài. Dạ ông xin xuống nick xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 413. Chanh đăng qua quy ma lăng sút thăng quy pa sanh na ma na quy lăng. Năn đi phá hoa ba rít khi năng ta ma hăng ru mi râm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Chanh trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quý má ba đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýp trường âm nhấn, tá đoạn âm, xanh trường âm nhấn, ná má hai đoạn âm, na trường âm thông thường, quý đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Chanh đăng quá quý ma lăng sút thăng quý ba xanh na ma na quý lăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Năn trường âm nhấn, đi trường âm thông thường, phá quá phá ba đoạn âm, rít trường âm nhấn, hi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brầm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Năn đi phá hoa ba rít khi năng ta ma hăng ru mi râm ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 413. Chanh đăng qua quy ma lăng sút thăng quy ba xanh na ma na quy lăng. Năn đi phá hoa ba rít khi năng ta ma hăng ru mi râm ma năng.
chánh đăng hoa quy ma lăng sút thằng quyết tha sanh na ma na quy lăng nắn đi pha hoa tha rikhi năng ta ma hăng ru mi ram ma năng như trăng sạch không uế sáng trong và tịnh lặng hữu ái được đoạn tận ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời bạn kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ 30 Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và các vô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 413. Chan đăng hoa quy ma lăng sút thằng quy ba sàn na ma na quy lăng nan đi pha qua pa rích khi năng ta ma hằng ru mi pram ma năng. Chan đăng hoa quy ma lăng sút thằng quy ba sàn na ma na quy lăng nan đi pha qua pa rích khi năng ta ma hằng ru mi pram ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Chan đăng hoa quy ma lăng sút thằng quy pa sàn na ma na quy lăng. Chan là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá quý má là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Quy là trường âm nhấn, pa là đoạn âm, san là trường âm nhấn. Ná má là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con đọc lại câu 1, câu 2. Chan đăng quá quý ma lăng sút thằng quý pa sàn na ma na quý lăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Nan đi phá qua pa rích khi năng ta ma hằng rô mi pram ma năng. Năn là trường âm nhấn, đi là trường âm thông thường, phá quá pá là ba đoạn âm, rích là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cả bài. Chan đăng hoa quy ma lăng thằng tam ma na lăng nan đi pha hoa pa rít khi năng ta ma hằng ru mi bram ma năng. Con xin kệ. Chan đăng hoa quy ma lăng sút thằng quy san na ma na quy lăng nam đi pha qua pa rích khi năng ta ma hằng ru mi pram ma năng chan đăng qua quy ma lăng sút thằng quy pa san na ma na quy lăng nam đi pha qua pa rích khi năng ta ma hằng ru mi pram ma năng như trăng sạch không uế sáng trong và tĩnh lặng hữu ái được đoạn tận ta gọi Bà La Môn. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con xin kính tri ân quý sư và quý đạo hữu. Con có sai, con nhờ quý sư và quý đạo hữu sửa giúp ạ. Xin mời bạn An Trần ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài Pháp Cú số 413. Chan đăng va mi ma lăng sút tăng vip pa san na ma na vi lăng nan di ba va pa nan di ba va Parikhi năng tamahang rumi ram ma năng
Dạ con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích. Chan đăng va vi ma lăng sút thằng vi pha san na ma na vi lăng. Chan đăng là hai trường âm nhấn. Dạ con xin lỗi. Chan đăng là hai trường âm. Vá là đoạn âm. Ví má là hai đoạn âm. Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sút thăng là hai trường âm. Viết thá sanh nát mát nà viết lăng. Viết là trường âm nhấn. Phá là đoạn âm. San là trường âm nhấn. Ná mát là hai đoạn âm. Na là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc câu 3, câu 4 và phân tích. Nan di ba va pa vi ki năng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Nan di ba va pa vi ki năng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Nan di là hai trường âm. Bá vá phá, bá vá phá là ba đoạn âm. Rít khi năng là ba trường âm. Tá là đoạn, tá má là hai đoạn âm. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru là trường âm thông thường. Mí là đoạn âm. Râm là trường âm nhấn. Má là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại. Chan đăng va vi ma lăng sút thăng vi pa san na ma na vi lăng. Nam di ba va pa ri ki năng ta ma hằng ru mi râm ma năng. Như trăng sạch không quế sáng trong và tĩnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con xin kính cảm ơn Sư Trí Đức, con kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ con xin mời Đạo Hữu Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Nàng Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư và quý tư nữ, và con kính chào Đạo Tràng. Con xin phép được thực bài. Chan đăng quá quý mát lăng xuất thần viết phát sanh nát mát nà quý lăng. Nàn đi phá quát phá rít khi nàng ta ma hằng vùng mi vầm má nàng. Con phân tích câu 1 và 2. Chan đăng quá quý mát lăng xuất thần viết phát sanh nát mát nà quý lăng. Chan trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá quý má ba đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt phá hai đoạn âm, san trường âm nhấn, ná má hai đoạn âm, na trường âm thông thường với đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chan đăng quá quý má lăng sút thăng quýt phá san ná má nát mát nà quý lăng. Câu 3, câu 4. Nàn đi phá quá phá rít khi nàng ta ma hằng vùm mi râm má nàng. Nàn trường âm nhấn, đi trường âm thông thường. Phá quá phá ba đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi trường âm thông thường. Nàng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vương trường âm thông thường, mí đoạn âm, bầm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nan đi phá quá phá rí khi năng ta ma hằng vùng mí bầm má năng. Con đọc lại nguyên câu. Chanh đăng quá quý má lăng suốt thăng quý phá sanh ná má nà quý lăng. Nan đi phá quá phá rí khi năng ta ma hằng vùng mí bầm má năng. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi bà La Môn, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép đọc kệ.
chánh đăng quả vị ma lăng xuất thăng nguyện pa san na ma na vi lăng nan đi pa wa pa vin khi năng ta ma hăng bum mi bam ma năng. Dạ thưa con, kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính lễ sư trí đức, con kính lễ lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và con xin cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết âm thanh rõ, và con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 413. Chánh đăng quả vị ma lăng xuất thăng vi pa san na ma na vi lăng nan chi nan chi pha wa bác ri kỳ năng tam ma hằng tu mi bram ma năng. Chánh đăng quả vị ma lăng xuất thăng vi pa san na ma na vi lăng nan di pha wa bác khi năng tama hằng phù mi brahma năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Chánh đăng quả vị ma lăng xuất thăng vipassana ma na vi lăng. Dạ câu số 1 là chánh là trường âm nhớ, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, quý là đoạn âm, má là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuất là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ câu số 2, viết là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, ná má là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Nành đi pha hoa ba rít khi năng tam ma hằng phù mi bram ma năng. Dạ câu số 3, năng là trường âm nhấn, đi là trường âm thông thường, phá quá bá là ba đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại 4 câu. Chánh đăng quả vị ma lăng xuất thăng vipassana ma na vi lăng nan di pha wa ba ri kỳ năng tam ma hằng pru mi brom ma năng. Chánh đăng quả vị ma lăng xuất thăng vipassana ma na vi lăng nan di pha wa ba ri kỳ năng tam ma hằng pru mi brom ma năng. Dạ con xin kể câu pháp cú 413. Chánh đăng quả vị ma lăng xuất thăng vipassana ma na vi lăng nan di pha wa ba rin khi năng ta ma hăng tu ni brahm ma năng. Chánh đăng quả vị ma lăng xuất thăng vipassana na ma nhà na vi lăng nan di pha wa ba rin khi năng ta ma hăng tu ni brahm ma năng. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hồ ái được độ tận, ta gọi bà la môn.
Dạ, con đã phân tích và con đọc xong câu pháp cú 413. Con có sai, con xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, con kính cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Dạ, con kính chào cô trợ duyên mới vừa vào room. Bây giờ điểm từ đã thấy được bàn tay của chị Hải Tí. Dạ. Dạ, xin mời bàn tay của chị ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Và con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kệ 413. Chân đâm wow, oops. Chân đằng qua vi ma lằng su thằng vi ba sang na ma na vi lằng nan di pha qua pa rịch khi năng ta ma hằng ru mi pra ma năng. Anh xin đọc lại. Chân đằng qua vi ma lằng su thằng vi ba sang na ma na vi lằng nang di pha wa pa ring ki nang ta ma hang pru mi pra ma nang. Con xin đọc hai câu kệ đầu và phân tách ạ. Chan dang wa vi ma lang sut thang vi pa san na ma na vi lang. Chan dang chan là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là quá, quý má là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, whip tá, whip là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ná má là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc hai câu sau và phân tách ạ. Nan di pha wa pa rik ki nang ta ma hang pru ni pra ma nang. Nan là trường âm nhấn, di là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, và quá là đoạn âm, pá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru mí, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prắc má năng, pram má năng, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm thông, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ thưa con xin kể. Chân đan hoa vi ma lăng xuân thăng vi pa san na ma na vi lăng nan đi hoa nan nan di pha wa pa rin ki nang ta ma hang pru mi pram ma nang. Như trăng soi sạch không uế, sáng trong và tĩnh lặng, lặng hữu ái được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ con xin hết và con xin nhờ quý sư và quý đạo tràng sửa lỗi cho con. Con xin cảm ơn và con xin mời vị sau đó. Dạ. Con xin kính ảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con xin kính ảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ. Kính ảnh lễ quý bà, quý cô tư nữ. Và kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú 413.
Chan đăng quá quý ma lăng xuất thần quý ba sàn nam na quý lăng nan đi pha quá quá rít khi năng ta ma hằng rù mi phạm ma năng. Chan đăng quá quý ma lăng xuất thần quý ba sàn nam na quý lăng nan đi pha quá ba rít khi năng ta ma hằng rù mi phạm ma năng. Dạ con xin được phân tích. Chan trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quý má là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, san là trường nhấn, ná má là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nan là trường âm nhấn, đi là trường âm bình thường thông thường, phá quá bá là ba đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại. Chan đăng qua quý ma lăng xuất thăng quý ba sàn na ma na quý lăng nàn đi pha qua ba ri kỳ năng ta ma hằng rù quý brahm ma năng. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong. Dạ con xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã giúp đỡ. Dạ con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin chào bạn. Chàn đằng quá quý ma lăng sút thần quý ba sàn nam na quý lăng na di pha qua ba rích kỳ năng ta ma hằng bù mi brahm ma năng. Chàn đằng qua quý ma lăng sút thần quý ba sàn nam na quý lăng na di pha qua ba rích kỳ năng ta ma hằng bù mi brahm ma năng. Chàn trường âm nhấn, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá quý là hai quá quý má là hai, ba đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, san trường âm nhấn, ná má hai đoạn âm, na trường âm thông thường, quý đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chàn đằng qua quý ma lăng xuất thần quý ba sa na ma na quý lăng na di pha qua ba vít kỳ năng ta ma hằng bù mi brahm ma năng. Nam trường âm nhấn, đi trường âm thông thường, phá quá bá ba đoạn âm, vít trường âm nhấn, khi trường âm đọc theo giọng nguyên âm, năng trường âm đọc theo giọng khi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chàn đằng quá quý ma lăng xuất thần quý ba sa na ma na quý lăng na di pha qua ba rít kỳ năng ta ma hằng bù mi brum ma năng. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tĩnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chan đăng qua quý ma lăng xuất thần vi ba sa na ma na vi lăng na di pha qua ba rít kỳ năng ta ma hằng bù mi brahm ma năng. Giờ con đã xong, con xin mời vị kế tiếp.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và cảm ơn chị Metta, Kim Nhung, Dịch Hồng Mai, cô tu nữ Thầy Duyên, Thiền Vũ, Thầy Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và cô tự viên có trả bài không cô? Cô có trả bài không? Nhật Quỳnh kính mời cô. Và còn vị nào trong đạo tràng chưa trả bài không? Dạ kính mời cô ạ. Dạ, cô Nguyễn giỏi quá ha, bữa nay ngủ không được hay sao mà vào trả bài gì không? Dạ mời cô tu nữ Thầy Duyên. Dạ, sa thú, cảm ơn quân. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thi nam tín nữ. Tự nhiên xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 413. Chanh đăng quá quý ma lăng suốt thăng Vip bát sa Vip bát san namana quý lăng. Chan là trường âm nhấn, đăng là trường âm vọng nguyên âm, quý quá quá quý má ba đoạn âm, lăng trường âm vọng nguyên âm, sút trường âm nhấn, thăng trường âm giọng nguyên, quýp bá san ná má là quý lăng, quýp trường âm nhấn, bá đoạn âm, san trường âm nhấn, ná má hai đoạn âm, na trường âm thông thường, quý đoạn âm, lăng trường âm giọng nguyên âm, chan đăng quá quý ma lăng suốt thăng viết bát san ná man na quý lăng. Đoạn 3-4. Nan đi phá quá bát rít kỳ năng tá ma hằng rù mi rầm ma năng. Nan là trường âm nhấn, đi trường âm thông thường, phá quá bá ba đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi trường âm thông thường, năng trường âm vọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm vọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm vọng nguyên âm. Nan đi phá quá bát rít khi năng tá ma hằng rù mi rầm ma năng. Chan đăng bát quý ma lăng suốt thăng viếp bát san ná ma na quý lăng. Nan đi phá quá bát rít khi năng tá ma hằng rù mi rầm ma năng. Yes, yên xin kệ. Chán đăng quá quý mà lăng suốt thăng viếp ba san na ma na quý lăng. Nan đi phá quá ba rít khi năng ta mang ru mi râm ma năng. Chan đăng quá quý ma lăng suốt tăng vi ba san na ma na vi lăng. Nan đi pa wa pa vit ki nang ta ma hang ru mi ram ma nang. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tỉnh
và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, Đệ Duyên đã đọc bài và phân tích xong. À, Đạo Tràng có nghe âm thanh và Đệ Duyên phân tích có sai, xin Đạo Tràng và Ngài chỉnh sửa lại cho con ạ. Dạ, dịch. À, kính mời Phú Biển. Dạ con Phố Biển, giờ máy của con nó nhỏ quá con thấy. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào cô tu nữ Từ Duyên và con kính chào Đạo Tràng. Con xin trả bài câu Phúc Cú số 413. Chàn đăng quá quý má lăng xuất thần Vip Bát San Nama Na Vi Lăng Nan Đi Phá Hoa Bá Rít Khi Năng Ta Ma Hằng Rù Mi Rành Ma Năng Chàn Đăng Hoa Quý Ma Lăng Xuất Thần Vi Bát San Nama Hoa Nama Na Vi Lăng Nan Đi Phá Hoa Bá Rít Khi Năng Tá Ma Hằng Rù Mi Rành Ma Năng Chàn Đăng Hoa Quý Ma Lăng Xuất Thần Vip Bá Sành Na Ma Na Quý Lăng Nàn Đi Phá Hoa Bá Rít Khi Năng Tá Ma Hằng Rù Mi Rành Ma Năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 với câu số 2. Chàn đăng quá quý ma lăng xuất thần Vip Bá Sành Na Ma Na Vi Lăng. Chàn là trường âm nhấn, đăng là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, vá quý má là ba đoạn âm, lăng là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, xuất là trường âm nhấn, thăng là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, vip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, san là đoạn là trường âm nhấn, na má là hai đoạn âm, Na là trường âm thông thường, Ví là đoạn âm, Lăng là trường âm nhấn, Nan là trường âm nhấn, Lăng là trường âm đặt theo dạng nguyên âm. Dạ con lộn. Nan là trường âm nhấn, Đi là trường âm thông thường, Phá Quá Bá là ba đoạn âm, Rít là trường âm nhấn, Khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đặt theo dạng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đặt theo nguyên âm, chan đăng Quá quý ma lăng xuất thần Vip Bá Sành Na Ma Na Quý Lăng Nàn Đi Phá Quá Bá Rít Khi Năng Tá Ma Hằng Rù Mi Rành Ma Năng. Như tranh sạch khăn uế
sáng trăng và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận. Ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã trả bài xong. Có chỗ nào sai xin sư và độc tràng sửa giúp con. Con xin nhường bích cho người kế tiếp ạ. Dạ, xà thú, kính cảm ơn Phổ Biển. Nam Mô Bích Tha Giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Bình kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa trả bài không thì Nhật Bình kính mời bằng tay ạ. Dạ, vậy chắc là đã trả bài hết rồi. Dạ, con xin được trả bài câu Pháp Cú Kinh 413. Chàn đăng qua quý ma lăng suốt thăng viết ba sanh nam ma na quý lăng nàn đi pha qua ba rích khi năng tam ma hằng su mi sam ma năng. Chàn đăng qua quý ma lăng suốt thăng viết ba sanh nam ma ma nam ma nam ma na quy lăng nan đi pha qua ba rít khi năng tam ma hằng su mi sam ma năng. Chàn đăng qua quy ma lăng suốt thăng quyết ba san nam ma na quy lăng nan đi pha qua ba rít khi năng tam ma hằng su mi sam ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chàn trường âm nhấn đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quá quý má ba đoạn âm. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quyết trường âm nhấn, bá đoạn âm. Sanh trường âm nhấn, ná má hai đoạn âm, na trường âm thần quý đoạn âm. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chàn đăng qua quy ma lăng suốt thăng quyết ba sanh na na ma na ma na quy lăng. Câu 3 và câu 4. Nành trường âm nhấn, đi trường âm thông thường. Phá quá bá ba đoạn âm. Rít trường âm nhấn, khi trường âm thông thường. Nành trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru trường âm thông thường, mí đoạn âm. Râm trường âm nhấn, má đoạn âm. Nành trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nam đi pha qua ba rít khi năng tam ma hằng su mi sam ma năng. Chàn đăng qua quy ma lăng suốt thăng quyết ba sanh nam ma ma nam ma na quy lăng. Nam đi pha qua ba rít khi năng tam ma hằng su mi sam ma năng. Dạ, cho con đọc lại nữa, con bị lẹo lưỡi rồi. Chàn đăng qua quy ma lăng suốt thăng quyết ba sanh nam ma na quy lăng. Nạn đi pha qua ba rít khi năng tam ma hằng su mi râm ma năng. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Và đây là bản kiện ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con phân tích và đọc, có sai con kính mong Ngài và Đạo Tràng sửa cho con. Dạ, con xin được kể ạ. Trần Phụng đã trả bài chưa? Khen người ta giỏi, mình cũng ráng giỏi lên đi. Dạ. Trần đăng qua quy mà lặng xuân thăng nghịch ba sanh na mà nã quy lăng. Nành đi pha qua bà riêng khi năng tạm ma hăng su mì rậm ma năng. Chành đẳng qua quy mà lặng suốt thắng quyết ba sanh na mà na quy lăng. Nành đi pha qua bà riết khi năng tạm ma hăng su mì râm ma năng. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Bình kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, còn vị nào chưa trả bài kính mời bàn tay ạ. À? Còn người hùng trong Đạo Tràng ha.
ai là người hùng này? Đã để Nhật Quỳnh coi coi ai là người hùng. Giang Nhật Hà hả? Sao Nhật Quỳnh không thấy Quỳnh Giang Nhật Hà? Lúc nãy đầu, à đây rồi, Quỳnh Nhật Hà trúng kỹ quá. Alo, alo, Quỳnh Giang Nhật Hà đâu rồi? Bộ một mình sợ mấy chị mấy cô ăn hiếp hay sao mà lặng im vậy Quỳnh Giang Nhật Hà? Alo, alo, Quỳnh Giang Nhật Hà. Rồi, đưa bàn tay lên đi, xuất hiện rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ càng. Bây giờ con lái xe chở con đứa con đi bác sĩ tìm được chỗ đầu xe. Dạ, dạ con xin đọc câu Pháp Cú ngày hôm nay, câu 413. Chàn đằng qua quý má lằng suốt thằng quýp Bát san nama na vi lăng nan di pha wa ba ri khi năng tama hằng pru mi pram ma năng chan đăng wa vi ma lăng sút thằng quýp Bát san nama na vi lăng nan di pha wa ba ri khi năng tama hằng pru mi pram ma năng. Thì con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Chan là trường âm nhấn, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá, quý, má là ba đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sút là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quýp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, san nhấn, ná, má là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chan đăng qua quý má lăng suốt thăng quýp bá sàn nam mà nà quý lăng. Và câu số 3 và câu số 4. Nàn đi phá qua bá rít khi năng ta ma hằng bru mi prom ma năng. Nàn là trường âm nhấn. Đi là trường âm thông thường. Phá, vá, bá là ba đoạn âm. Rít là trường âm nhấn. Khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nan di pha wa pa ri khi năng ta ma hăng pru mi prom ma năng. Và con xin đọc lại. Chàn đăng qua quý ma lăng suốt thăng quý ba sàn na ma na quý lăng nàn đi phá qua ba rít khi năng ta ma hằng bru mi prom ma năng. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tĩnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Chán đăng qua quý ma lăng suốt thăng quýp bá sàn na ma na quý lăng nan đi pha qua băng khi năng ta ma hăng bru mi pram ma năng. Chán đăng qua quý ma lăng suốt thăng quýp bá sàn na ma na quý lăng nan đi pha wa ba rin khi năng ta ma hăng bru mi pram ma năng. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thú, chắc Quỳnh Nhật Hà là người cuối cùng phải không quý vị? Quý vị cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, cảm ơn chị Mata, cảm ơn Thiện Vũ. Ồ, con xích hành kiểm nè hả? Dạ, cảm ơn Nam An. Xích hành kiểm ơi, có người kêu nài nè, hành kiểm ơi, Trần Phụng nữa. Có người kêu nài. Dạ, có tới
1001 người kêu này đấng đó. Alo, alo. Dạ, cảm ơn. Mời ngài Trần Phụng nha. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng. Con muốn đọc lắm nhưng mà con không có biết phân tích âm. Mặc dù hôm trước con chị Hồng Thị Kim Nhung á có giúp con đó mà phát âm, nhưng mà con sao con ngu quá, con không biết, con bị rối cái này lắm, không hiểu, cho nên con xin phép được đọc thôi chứ con không có biết phân tích âm. Khi nào con đỡ con tập rồi con lên con phân tích sau. Dạ, con xin phép đọc câu kinh Pháp Cú 413. Danh đăng vá ví má lăng xuất thanh ví bá san ná má na ví lăng nàn đi phá vá bá rít khi năng tá má hành rù mí râm má năng chan đăng vá ví má lăng xuất thanh quý bá san nam ma na vi lăng nàn đi phá vá gáp tít khi năng tá má hành rù mi rầm má năng như trăng sạch không uế sáng trong và tĩnh lặng hữu ái được đoạn tận ta gọi bà la môn. Con xin tri ân ngài hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch. Dạ, con xong rồi con xin xuống mic. Nhật Quỳnh nghe Trần Phụng xuống mít mà không có chắc, không biết xuống mít nên Nhật Quỳnh mở mít xuống giùm nha. Đừng giận nha. Dạ, cảm ơn kiểm vụ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ bạch ngài, con đã thấy đồng hồ con 4:50 rồi, tức là đã 5:50 ở Việt Nam rồi. Con cung thỉnh ngài. Dạ, xa thú con kính dân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai. Sa thú. Bình Giang Nhật Hà ha, bận rộn ha, cũng đưa tay lên đọc ha. Rồi xin Trần Phụng. Rồi cũng lên đọc. Đọc nó cũng chuẩn. Cái tinh thần tham gia nó quan trọng, chứ không phải là lên đọc và coi như là để cho người ta biết cái giọng đọc của mình coi như du dương trầm bổng ha, mà cái quan trọng là cái tinh thần tham gia. Đọc như vậy cũng hay lắm ha, bởi vì có sự đóng góp là chúng tôi hoan hỷ. Rồi bây giờ có Phật môn này, chúng ta đã đọc giọng kinh, rồi đọc giọng kể, bây giờ tìm hiểu ý nghĩa của những từ này, phân tích về từ vựng. Chanh đăng quá quy mắt lăng xuất thần, câu đầu tiên chúng ta thấy có 4 từ. Chanh đăng là 1, quá là 2, quy mắt lăng là 3, xuất thần là 4. Vậy thì chỉ chanh đăng do cái từ chanh đá. Chanh đá nó là một danh từ Nam tỉnh Akron Tapum Linga. Và chữ chanh đá này được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quỷ phát tiê có với chanh đá. Cho nên chanh đá biến thành chanh đăng. Chanh đăng là mặt trăng. Chanh đăng là mặt trăng. Rồi chữ quá. Quá đây có nghĩa là ý quá, ví như, tựa như, dường như. Quá là ý quá.
Quy ma lăng, ở đây chữ ma la nó là một danh từ trung tính, akrantanapung satalinga, nhưng mà có tiếp đầu ngữ quý ở phía trước. Quý có nghĩa là không, là khỏi, là lìa ha. Không, khỏi, lìa. Nhưng mà có chữ quý ở phía trước nè, tức là không lắm nhờ, không phải nhờ. Nhưng mà chữ ma la ở đây nó được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quỷ phát tỷ e câu quan trình hạ. Cho nên chữ ma la biến thành ma lăng. Vậy thì quy ma lăng là không lắm nhờ, không lắm nhờ. Rồi, chữ sút thần. Chữ sút thần. Chữ sút thần. Sút thần này chúng ta đã học rồi. Trong những cái bài trước, sút thần là sự trong sạch ha. Sự trong sạch. Đá được trong sạch là do cái cân ngữ sút, mà chữ sút thá đó được chia theo đối cách đối tỷ gia quỷ phát tí, cho nên chữ sút thá biến thành sút thần. Đây là một cái dạng quá khứ phân từ ha. Đá được trong sạch. Câu số 2. Câu số 2. Vipassana mana vi lăng. Vipassana mana vi lăng. Câu số 2 là một cụm từ, một nhóm từ đi dính liền với nhau ha. Vipassana. Vipassana rồi sao nữa? Anna quy lần. Chữ Vipassana đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính. Và Vipassana được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quy phát tỷ e có quá trình hạ. Cho nên Vipassana biến thành Vipassana. Vip nó do có động từ Vipassidati. Vipassidati cái động từ này có nghĩa là làm cho nó sáng lên, làm cho sáng tỏ, làm cho sáng rạng. Thì ở đây Vipassana có nghĩa là đã được thanh tịnh. Rồi. Anna quy lần. Chúng ta thấy chữ đầu ngữ Anna phải chết, có nghĩa là không. Còn A quy lần do cái từ A quy lá. A quy lá có nghĩa là bấn đục, làm cho không được trong sáng. Anna quy lần ở đây có nghĩa là không còn bấn đục, không còn bấn đục. Như vậy thì cái câu 1 và câu 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. Chân đằng quắc quỷ mạ lần xuất thần quyết bạc tần nát nát mát nà quy lần ha. Chân đằng quá quy ma lần sút thần quy pa san na ma na quy lần.
Hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Nhưng mà thấy cũng chưa ổn. Thêm câu số 3 nữa. Nandi Pawaparikhi Nang. Nandi Pawaparikhi Nang. Thêm câu số 3 nữa đi. À, ở đây nó cũng là một nhóm từ. Một nhóm từ đi chung với nhau. Chữ Nandi, à, đây là một danh tính từ, à, nữ tính ha. Ikaranta Ikhilinga. Nandi là sự thích thú. Nandi là sự thích thú. Rồi Phawa, nó là một danh từ nam tính. Akaranta Pumlinga, do cần ngữ phu. À, thì chữ bao quá có nghĩa là sanh hữu hay là trở thành, à, hữu hay là trở thành. Rồi cái chữ parikhi năng, parikhi năng do cái từ parikhi nè, à, chúng ta thấy tiếp cận ngữ pari có nghĩa là ở xung quanh, à, khi nè, khi năng do căn ngữ khi có nghĩa là diệt trừ, diệt trừ. Vậy thì Barikhi na có nghĩa là đã được diệt trừ hoàn toàn, đã được diệt trừ hoàn toàn. À, như vậy thì ba câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Chành đằng quá quy mặt lần suốt thần quy bát thần nát mặt na quy lần nành đi phô quá phá rí thì nằng như mặt trăng không lấm nhơ và trong sạch. Người thanh tịnh không vẫn đục, có sự vui thích và hữu đã được hoàn toàn cạn kiệt. À, xin lặp lại ba câu này ha. Chánh đăng quá quy mật lần xuất thần quyết phát thành nát phát nào quy lần nành đi phá quá phá thích kỳ nằm tâm hằng trù miết cầm mắt nằm. Như mặt trăng không lấm nhơ và trong sạch, người thanh tịnh không vấn đục, có sự vui thích và hữu đã được hoàn toàn cạn kiệt. Ta gọi vị ấy là Bà La Môn. À, xin lặp lại ý nghĩa, à, của câu một ngôn này. À, như mặt trăng không lấm nhơ và trong sạch, người thanh tịnh không vẫn đục, có sự vui thích và hữu đã được hoàn toàn cạn kiệt, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Như Đức đã vô thơ lục bát, lòng kia không bỡ sạch lào, sáng trong vắng lặng, vui sầu chẳng sao. Ái vật thủ hữu vẫy chào, Bà La Môn là vậy, ai nào khác đâu. Lòng kia không bận sập lào, sáng trong vắng lặng, vui sầu chẳng sao. Ái vật thủ hữu vẫy chào, Bà La Môn là vậy, ai nào khác đâu. Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn thế này: như trăng sạch không uế, sáng trong và tĩnh lặng, hữu ái được đoàn tận, ta gọi Bà La Môn. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tĩnh lặng, hữu ái được đoàn tận, ta gọi Bà La Môn. Rồi, như vậy thì trong tự vận có gì rắc rối. Alo, alo. Im lặng. Như vậy chúng ta đi qua bên duyên sự luôn ha. Bên duyên sự, câu Phật ngôn 413 nói lên một cái vị chân não tên là Chanh Đa Phá. Khi mà Đức Phật người tại chùa Kiều Viên, Ngài đã đề cập đến chân lão Chanh Đa Phá, và Ngài thuyết lên câu Phật ngôn này.
Trong quá khứ có một người thương buôn ở thành Varanasi suy nghĩ rằng ta sẽ đến cái vùng biên địa để đem trầm hương về. Rồi y mang theo nhiều lụa và đồ trang sức đi đến nơi biên địa. Người thương buôn cho 500 cỗ xe bò dừng nghỉ gần cổng làng và hỏi cái nhóm mục đồng trong làng này có người nào làm việc tại chân núi hay không. Thì nhóm mục đồng đó mới trả lời có. Người đó là ai, tên là gì? Những đứa chăn trâu bò chỉ rõ tên người cho cái người thương buôn biết. Khi biết vậy thì người thương buôn hỏi tiếp, người này có vợ con gì không? Thì nhóm mục đồng đó cũng trả lời, có vợ có con chứ. Người thương nhân này hỏi cái nhà của người tiểu phu đó, rồi đi đến nhà của anh ta theo sự chỉ dẫn của nhóm mục đồng. Khi anh ta tìm đến nhà người tiểu phu, hỏi thăm đúng tên họ và vợ của người thợ rừng, mới suy nghĩ rằng cái người này chắc là bà con quyến thuộc của ta. Rồi cô ta mới trải chỗ ngồi tiếp rước vị thương nhân đó. Cái người thương nhân đó sau khi đã ăn vị mới hỏi thăm cô ta, này bạn thân, bạn của tôi đâu rồi? Dạ thưa ông, đã đi vào trong rừng rồi. Thế là cái người thương buôn theo lời của cái nhóm mục đồng hỏi tên các đứa con của người thợ rừng. Cái đứa tên ấy, cái con trai tên này. Mấy đứa nó đi đâu hết rồi? Rồi y bảo với người vợ của người thợ rừng rằng đây là những cái vải và những đồ trang sức cho các cái đứa con trai, đứa con gái, cháu của tôi. Và khi bạn của tôi từ rừng về thì cô hãy trao cho anh ấy những phần quà này, phần của bạn tôi. Y là cho quà đến từng người. Và vợ của người thợ rừng cũng được những cái tặng phẩm có nhiều giá trị. Vợ người thợ rừng tỏ vẻ cung kính người thương nhân này. Và khi người thợ rừng về thì cô ta mới nói với chồng, này anh Phân, người này khi đến đây để biết rõ tên từng người trong nhà của ta, và là biếu tặng những vật phẩm cho từng người một một cách rất là đàng hoàng, tử tế. Và thế là người thợ rừng phát sinh sự kính trọng người thương nhân. Rồi vào buổi chiều, người thương nhân trở lại hỏi tới người thợ rừng, này bạn thân mến, bạn làm việc tại chân núi đó, bạn thấy cái gì nhiều nhất? Tôi chẳng thấy gì nhiều hết, chỉ có cái loại cây màu đỏ này nè là nhiều nhất mà thôi. Cái loại đó có nhiều lắm hay không? Mà hương thơm của nó như thế nào? Wow, anh ấy nhiều lắm và thơm lắm. Thế thì bạn hãy chỉ cho tôi xem cái loại cây đó đi. Nè bạn, được thôi. Rồi người thương nhân cùng người thợ rừng đi đến cái khu rừng trồng hương, để đốn trồng hương chắc đầy cả 500 cỗ xe bò. Và khi trở về kinh thành, y nói với người thợ rừng rằng, này bạn ơi, tôi ở kinh thành Varanasi, nếu bạn có đến đó thì hãy tìm đến thăm tôi. Bạn chỉ cần mang những cái loại cây như vậy đem cho tôi là đủ rồi, khỏi cần vừa quà các chi cho nó mệt. Vâng, thưa bạn. Thế là mỗi dịp người thợ rừng đi đến kinh thành Varanasi
tỷ mang biếu người thương nhân trồng hương đỏ, và thương nhân cũng tặng lại cho y vải vóc tiền bạc cùng những đồ trang sức. Một thời gian sau, đấng thập lực Kassapa niết bàn và ngôi bảo tháp vàng của ngài cũng được kiến tạo. Cái người thợ rừng mang trầm hương đến thăm bạn nơi kinh thành Varanasi. Người thương nhân cho tán nhuyễn trầm hương chất đầy mâm và nói rằng: này bạn thân, chúng ta hãy đến cái ngôi bộ tháp, khi mà cơm chín thì chúng ta sẽ trở về dùng. Rồi người thợ rừng đi đến ngôi bộ tháp, dùng cái trầm hương tạo thành một cái vòng tròn để cúng dường bảo tháp, như là một cái vòng trăng tròn vậy. Và đây là cái tiền nghiệp của Chanh Đà Phát. Người thợ rừng kia sau khi mệnh chung thọ sanh về thiên giới, hưởng thiên sản trọn một kiếp Phật. Đến thời Đức Thế Tôn hiện tại, từ nơi thiên cung hạ sinh vào gia tộc Bà La Môn đại hào phú. Do cơ quả phước của y, cho nên từ cái rúng của đồng tử đó đã phát ra một cái ánh sáng như là một cái mặt trăng. Và do nhân đó thì bà con quyến thuộc mới đặt tên là Chanh Đà Pha, tức là cái hào quang mặt trăng ở ngay cái bụng của đồng tử này. Các vị Bà La Môn thân tộc của Chanh Đà Phá suy nghĩ: chúng ta có thể dùng đồng tử Chanh Đà Phá để kiếm kế sinh nhai. Và họ mới cho đồng tử Chanh Đà Phá ngồi trên một cỗ xe nhỏ, kéo đi khắp làng mạc thị trấn Châu quận, và thông báo rằng: người nào mà sờ vào cái thân của đồng tử Chanh Đà Phá thì sẽ được giàu sang hạnh phúc. Vì đồng tử Chanh Đà Phá là bậc đại phước đại lộc. Rồi thì dân chúng đã cho 100 đồng cũng có, 1.000 đồng cũng có, 100.000 đồng cũng có, với cái mục đích để được sờ vào tay, sờ vào người của Chanh Đà Phá. Cái nhóm Bà La Môn đó trải qua các kinh thành, châu quận, thị trấn, tuần tự đi đến kinh thành Sawatthi, dừng chân nghỉ ở khoảng giữa kinh thành và tịnh xá Kỳ Viên. Vào khi ấy thì trong thành Sawatthi có khoảng 5 Bồ Tí thánh đệ tử. Vào mỗi buổi sáng, các vị cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng các vị thiền sư tăng. Rồi buổi chiều tay cầm hương hoa, vật thoa, vật thơm, thuốc trị bệnh đến tịnh xá để cúng dường và nghe pháp. Thì các Bà La Môn trông thấy chư thanh đệ tử mang hương hoa cùng thuốc trị bệnh đến tịnh xá, đã hỏi rằng: các vị đâu vậy? Chúng tôi đi đến Đức Thế Tôn để nghe pháp. Các người đến nơi đó có lợi ích gì? Không ai có cái thân phước báo như đồng tử Chanh Đà Phá của chúng tôi. Vì khi mà các người sờ vào thân của Chanh Đà Phá thì sẽ được giàu sang. Như vậy các người hãy đến với Chanh Đà Phá Bà La Môn của chúng tôi đi. Thần lực của Bà La Môn Chanh Đà Phá của các ông ra như thế nào? Chỉ có Đức Thế Tôn chúng tôi mới có đại thần lực mà thôi. Thế là cái nhóm Bà La Môn cùng chư thánh đệ tử chẳng ai thuyết phục được ai hết, đồng ý với nhau rằng: chúng ta hãy đi đến tịnh xá, rồi khi đó sẽ biết rõ thần lực của Bà La Môn Chanh Đà Phá và bậc đầu sư ai sẽ thắng ai. Và đại chúng cùng đưa Chanh Đà Phá đến tịnh xá để kiến Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi vừa đến trú xứ của Đức Thế Tôn thì hào quang của Chanh Đà Phá liền tan biến hết. Bà La Môn Chanh Đà Phá so với Đức Thế Tôn về oai lực của hào quang thì ví như con quả đen so với lò lửa rực sáng. Nhóm Bà La Môn đưa Chanh Đà Phá ra ngoài tịnh xá,
thì họ quán quy là chiếu được là như thường. Nhưng mà khi đưa trở vào bên trong tỉnh xá thì hào quang biến mất ba lần như vậy. Trên Đạo Phá suy nghĩ, ồ, có lẽ ông Sa Môn này biết chú thuật làm mất cái hào quang của ta. Y mới đến bạch với Đức Thế Tôn, dạ thưa Sa Môn, chắc ngài biết chú thuật làm mất hào quang của tôi phải không? À đúng vậy, này đồng tử, nếu thế thì xin ngài hãy dạy cho con đi. Này đồng tử, ta không thể ban cho người chưa xuất gia được. Trên Đạo Phá liền nói với nhóm Bà La Môn rằng, khi mà tôi học được chú thuật này rồi, tôi sẽ là người tối thắng trong cõi Diêm Phù Đề này. Các vị hãy chờ tôi vài ngày, tôi sẽ xuất gia để đi học chú thuật. Và Trên Đạo Phá đã xin xuất gia với bậc đạo sư. Đức Thế Tôn đã dạy cho y quán về đề mục 32 thế trượt. Trên Đạo Phá hỏi rằng, bạch Đức Thế Tôn, đây là cái gì thế? À, đây là khởi sự của môn chú thuật ấy. À, ngươi nên hành trì theo. Rồi, và ngày sau, cái nhóm Bà La Môn đó đi đến hỏi rằng, ông đã học xong cái môn chú thuật chưa? Thưa các ông, tôi đang học. Và chỉ trong 2-3 ngày sau, Trên Đạo Phá đã chứng đắc vô lậu quả. À, đã là một vị thánh vô học. Và khi nhóm Bà La Môn đã đến hỏi rằng, ông đã thông thuộc thần chú chưa? Này các ông hãy đi trở về đi. Giờ đây, tôi có được pháp không du hành rồi, tức là không còn đi lại, ám chỉ không còn sanh tử luân hồi. Khi mà các vị tỳ kheo phàm nghe câu chuyện này trình bạch lên Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, cái vị này nói không thật, tuyên bố là mình đã có pháp thường nhân. Này chư tỳ kheo, bây giờ con của Như Lai là Chanh Đa Phá đã đoạn tận các lậu hoặc rồi, à, chỉ nói lên lời chân thật mà thôi. Và Đức Phật ngài thuyết lên câu Phật ngôn 413 này: Chân đằng qua quý mặt đằng xuất thần quý bất thần nặng ngà quý lần nên đi phá quá phá rích thi nặng tâm hằng phù mỹ trầm mát nặng như trăng sạch không muối sáng trong và tĩnh lặng tự ái được đoạn tận ta gọi Bà La Môn. Và khi dứt pháp thoại này thì có nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Phật. Những sự có Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng bụng nổi hào quang sáng bờ trăng, muốn so sánh với bực toàn năng, nguyệt quang tự thấy không bì thật, chịu phép vào tu đắc thánh tăng. Phật dạy thầy nên pháp bất lai, như trăng tròn chẳng nhuộm trần ai, sáng trong tịnh lặng vô hữu ái, ta gọi Bà La Môn Đức Tài. À, như vậy là câu ngôn 413 chúng ta đã trình bày xong. À, Dương Sĩ cũng trình bày xong. Rồi, bây giờ quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này. Alo, quý vị thấy rằng chỉ cúng cái trầm hương, nè, cúng trầm hương đến bảo tháp của Đức Phật Kassapa mà được hưởng cái phước cả một kiếp Đức Phật, được sanh lên thiên giới ha, sống là một vị chư thiên hết một kiếp của Đức Phật từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến Đức Phật Gotama của chúng ta mới xuống trần gian này. Mà xuống trần gian này cũng sinh vô trong một cái gia đình quyền quý cao sang ha. Mà nhờ cúng trầm hương, là một trầm hương ấy nhuyễn ra rồi cái giống như để trên cái mâm giống như cái mặt trăng như vậy ha, dâng lên cái bảo tháp xá lợi của Đức Phật Kassapa.
mà cái phước nó đeo đẳng tới bây giờ nè, sinh ra làm người. Thì ở trước cái rúng của mình nó có một cái hạt quang nè, giống như mặt trăng vậy, cho nên mới có tên là Chanh Đa Phát. Và người ta mới lợi dụng cái hào quang, cái ánh sáng ở bụng của đồng tử Chanh Đa Phát, cho nên mới đi làm tiền. Làm tiền nói rằng ai mà coi như đụng tay đụng chân hoặc là vờ rờ vô bụng của cái đồng tử Chanh Đa Phát thì cái giá nó khác nhau, và tay là khác, là chân là khác, rồi mặt rồi mũi là khác, nhưng mà đụng vô cái bụng á, cái rúng á, chỗ mặt trăng đó thì cái giá cả có thể là ngàn đồng tiền vàng. Nhưng mà càng ra giá càng cao như vậy thì cái giá là, nghĩa là cái kia làm cho cái giá trị của cái hào quang đó càng cao càng đẹp. Vị thương nhớ thương buồn có được phước gì không? Ở đây không có nói người thương buồn, mà chỉ nói người thợ rừng. Người thợ rừng đem cái trầm hương đó tới chùa Bảo Tháp để mà cúng dường thôi. Còn người thợ rừng á, người thợ rừng thì chỉ lo cho chính bản thân của mình, tức là trong cái khôn khéo làm ăn, nghĩa là cũng giống như đánh trận, biết người biết ta thì trong trận trong thân. Người thợ rừng này, cái người thương buôn này, khi mà đến cái vùng đó biết ở đó có trầm hương, nhưng mà người ta họ không biết cách xử lý, thì anh ta mới tìm đến cái người thợ phù đó, cái người khai thác rừng đó, rồi nhờ mấy đứa nhỏ, người thì phụ tên gì, vợ tên gì, con tên gì. Và người thương buôn này nó là đắc nhân tâm, mà tâm lý đem đồ đạc, trang sức, được vải vóc, đem ra biếu cho ông chồng, biếu cho bà vợ, biếu cho mấy đứa con để mua chuộc, để mua chuộc. Và bà vợ thì khi mà nghe cái người thương buôn này nói tên chồng là như vậy, tên của mấy đứa con là như vậy, thì cứ ngỡ rằng đây là bà con thân quyến, bà con thân quyến, cho nên mới biết rõ vậy. Ai ngờ người ta nói gian thương thì có phú, buôn bán thì phải có cái mánh khóe và có cái nghệ thuật trong đó. Cho nên cái người thương buôn này nó chiếm lòng của gia đình, và cả gia đình ai có quà cũng đều sáng mắt hết. Đừng nói hồi đó mà bây giờ vậy, thấy tiền là sáng mắt, chính bây giờ cũng vậy. Thì khi mà nó sáng mắt ra thì còn là hay tốt đẹp không, người ta sẽ cho mình mà mình đâu có bỏ tiền ra mua đâu. Cho nên cái người này coi như là ân nhân, coi như cái người này như là cái thần tài đã đến với nhà mình. Thì anh ta làm ăn buôn bán như vậy, nhưng mà trong câu Phật ngôn này nói lên cái điểm gì? Khi mà cái người tiều phu này đi về thành Sa Quá Thi, đi về thành Ra-cha-ca-hát, đi về thành á, thì mới đem những cái vật liệu mà cái người thương nhân này yêu cầu, đó là gỗ trầm hương, đem trầm hương về. Thì cái người này bây giờ một lần nó đi như vậy, trở về 500 cỗ xe, và nó chỉ tốn có một số ít là coi như là vật phẩm, đồ trang sức để mà nó biếu tặng gia đình đó, nhưng mà nó lời rất là bao nhiêu. Và lần sau khỏi cần đi nữa, chỉ cần cái người kia đốn gỗ bỏ xe trở về thành phố cho anh ta ngồi tại chỗ hưởng thụ, mà tiền vô như nước, khỏi cần phải mệt mỏi. Cho nên cho là thấy trong vấn đề buôn bán thì chàng kia đã hướng dẫn anh này
biết cách để mà coi như đem cái trầm hương đó xây nhuyễn thành Phật. Và chính cái người thợ rừng đó đã ra ngoài bảo tháp đó cúng dường đến cái bảo tháp Sa Lợi, chứ không có nói đến người thương nhân. Người thương nhân không có cúng dường, mà chỉ có cái người thợ rừng cúng dường một cái mâm xây nhuyễn trầm hương đến cho bảo tháp Sa Lợi. Và cái quả là Chanh Đà Phá bây giờ là một vị thánh tăng, chứ không có nói về cái người thương buôn ha. Rồi bây giờ còn 7 phút nữa, quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Alo, xin mời. Sa thú, sa thú lần hai. Con xin thay mặt các tràng kính chuyên ăn ngài đã nói chia sẻ câu Phật ngôn 413 rất là hay. Nhưng mà con tay để con nãy con có nghe ngài nói là biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng mà con học một vị thầy khác thì nói là biết người biết ta trăm trận trăm thua chứ không có thắng. Nói con mà nói mà biết người biết ta là bị đầy trăm trận trăm thắng, là con bị đầy liền. Biết người biết ta trăm trận trăm thua. Thực ra thì câu Phật ngôn hồi nãy giờ ngài chia sẻ rất là hay, thì con mới nhớ đến trong cái thời Đức Phật có rất là nhiều vị đã chứng đắc Tu Đà Quần hay là bậc A La Hán vô sinh, có rất là nhiều. Con nhớ đến ngài Quát Cơ Lý, thì trong thời Đức Phật có nhiều vị theo ngài để mà đi khất thực, thì trong đó có nhiều vị đau và hỏi ngài vài câu, ngài không trả lời thì vị đó là có khi bỏ bát rồi quần tục. Còn Quát Cơ Lý này thì khác, Quát Cơ Lý cứ theo ngài, theo riết, theo tới chú xứ của ngài, thì ngài mới nói: này Quát Cơ Lý, sao không đi về mà theo ta làm gì? Thì Quát Cơ Lý mới quỳ, mới đảnh lễ ngài: dạ bạch ngài, ngài cho con xuất gia. Thì Đức Phật thấy cũng có duyên, nhờ vì Đức Phật mới cho xuất gia. Thì Quát Cơ Lý này đi theo chỉ là nhìn tướng thôi à. Cái cho Quát Cơ Lý xuất gia thì đi đâu cũng nhìn tướng ngài á, vì tướng ngài cứ Quát Cơ Lý này cứ trầm trồ 32 tướng đẹp, rồi 80 tướng tốt, 80 tướng phụ, đẹp quá trời quá đất. Thôi mình đi theo để xuất gia, để nhìn cái tướng của ngài thôi. Thì bỗng một hôm ngài thấy Quát Cơ Lý tới cái duyên đã chín mùi rồi, cho nên ngài bữa đó là mới đuổi Quát Cơ Lý: thôi đi về đi chứ đi theo làm gì mà cứ đi theo nhìn tướng mà giống như là ngơ ngẩn, giống như là người nam mà nhìn người nữ vậy. Đi về đi, đi xuất gia cái gì đâu mà không có chịu học pháp, không có chịu học pháp mà cứ đi đâu cũng nhìn tướng mà ngơ ngẩn ngơ, không có lo học hành gì. Đi về đi. Thì Quát Cơ Lý mới buồn quá: thời kỳ này không còn hình bóng của ta nữa, cứ đi mà ngẩn ngơ buồn rầu đi. Ảnh nói kỳ này ảnh đi lên núi, ảnh nhảy xuống biển, ảnh tự tử, ảnh chết. Thì lúc đó là Đức Phật ngài mới đi vào quan sát, mới thấy được cái quả của Quát Cơ Lý đã chín mùi rồi. Cho nên mà khi mà ảnh muốn tự tử thì lúc đó là
Đức Phật đã hiện thần thông ra và nói này, này Quốc Lý, đi đâu đó, làm gì đó. Thì Quốc Lý mới quay lại, thì Ngài mới nói, con đã thấy rồi đó, bây giờ trở lại với ta và tu và cố gắng học hành nghe pháp với của ta, thì chắc chắn Quốc Lý sẽ đạt thành. Thì Quốc Lý mới nghe lời quanh trở lại, thì đã tu hành và lo nghe pháp, lo tu hành, thì lúc đó là Quốc Lý đắc đạo. Nhưng mà Quốc Lý này nằm trong phẩm nào thì tự nhiên không nhớ, nhưng mà nhớ tên là Quốc Lý. Thì đó, vào cửa Phật dạy lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo dạ gắn tu hành, ngài dạy như vậy đó. Thì bây giờ thời bình dịch này thì cũng còn giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp là chỉ dẫn cho con đường của chúng ta để tu tập. Mình không có đạo quả gì, nhưng mà trước tiên thì mình cũng được có cái là an lạc. Dạ, con thấy thời gian chỉ còn có một phút thôi. Dạ, con có vài lời và cũng kính tri ân Ngài và kính thỉnh Ngài trở lại với đạo tràng để kết thúc chương trình cho nó đủ thời gian. Để con nói nhiều dư thời gian thì nhiều khi bị ăn chè, con cũng không hiểu cái từ ăn chè, ăn chè nữa. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, đã hết giờ, con xin xuống mít ạ. Alo, 123, 123, cô tu nữ Tuệ Duyên Tung Quả Mù ha. Cái gì đâu, ông bà đã nói, này, biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, ở đây nó trăm trận trăm thua là sao? Vậy chúng ta học để làm cái gì? Học có kiến thức để làm cái gì? Mà tung ra quả mù như vậy rồi đưa câu chuyện của Ngài Quốc Lý lên. Hiểu không nói? Làm sao nói cái gì chứ nói dứt khoát ha. Chứ còn cái kiểu này thấy không ám nhầm gì với câu Phật ngôn này hết á. Đức Trúc Quốc à. Alo, alo, cô tu nữ Tuệ Duyên, làm sao giải thích nè, trăm trận trăm thua làm sao đây? Thôi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc, hết giờ rồi. Mới phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống được an vui. Xin chỉ thêm quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin hoa lục vô biên, chư toàn giác độc giác và sinh văn chính chúng. Hồi trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha quá chê na so ti vô cô tu sa pa ta. Do lời chân thật này kinh dân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin mời chỉ không nhập kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Tinh tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng quan.